Là hành trình vạn dặm bắt đầu từ bức tranh đó nha. Đi khắp nơi để sưu tầm này, bộ môn gốm sứ, những chiếc bình voi, ong bình voi và chiếc chiếc cổ quý báu nha cả nhà. Xin kính chào quý vị các bạn nha. Hôm nay em Huy đi lên Tây Nguyên thì đi sưu tầm là bộ môn gốm sứ cho cả nhà, bình voi và các kiểu. Vừa rồi sưu tầm được ở Bình Định này, ở Nha Trang này, Khánh Hòa, ở Phú Yên và ở đó tầm nha. Đồng thời một cái mình sưu tầm ở tặng với Tiền Giang đó, nhân dịp đây mình đi giao lưu với hội cổ vật An Giang, mình là thành viên nha cả nhà. Thì bây giờ mình xin giới thiệu một số cái bình voi giá sinh viên nữa nha, giá chỉ thùng bia thôi. Rồi đó, mình xin review toàn cảnh nha cả nhà cùng xem nha. Đó, hàng bình dân đó, mình sưu tầm ở Bình Định như cái à, bình voi nơi đất võ đất vua này, rất là đẹp. Ông bình voi đó, tiền nào của nói vậy cả nhà. Đấy, bình voi này là gốm ngoan đức cả nhà, đó vài trăm năm rồi. Đam mê lắm luôn, đam mê. Và cái này hàng khủng hơi à, hiếm rồi, hiếm kịp rồi. Đó, đi miết được cái này. Đó, cái này là quá đẹp. Bình voi này gốm trụ ổ này rồi cả nhà. Đấy, nhỏ mà có vỏ cả nhà. Mẹ vào đấy, vợ mình biết mình mua nó giá đây là vợ hết hồn đó. Nó mà có vợ không dễ gì chưa làm được những món này đâu. Đây đó nha, đam mê luôn, đúng luôn. Rồi tiếp tục mình xin review một số chiếc ghế xinh đẹp mà mình mới sưu tầm được để cả nhà cùng quan tâm theo dõi. Mình xin review cận cảnh nha cả nhà, để mà cả nhà có thể chiêm ngưỡng được dễ hơn. Đam mê không biết mệt mỏi nha cả nhà, đường đi vạn dặm bắt đầu từ bước chân, đam mê là chính. Đó, nhìn men rất là đẹp. Cái nhỏ này mình sưu tầm ở tận dưới Tiền Giang cả nhà, công lạnh loại, đam mê lắm luôn. Đó, thích quá chừng luôn cả nhà. Nhỏ mà coi vỏ. Đó, này là gốm châu ổ quá đẹp, nhiều anh mê cái này lắm nữa này, em chưa giao lưu đó, nên là ở bên mình tới ngày hôm nay luôn.
Giờ em xin review một số chế mà em sưu tầm được đó nha, để cả nhà cùng chiêm ngưỡng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, em xin review một chế rất tinh nha cả nhà, rất là đẹp. Đấy, có chú nai vàng ngơ ngác dầm nát cánh đường dài. Ở chế này là gỗ biên hòa đó nha, Tây Nguyên. Hàng này là cánh hoa mai, hoa đào trưng bày để co tuyệt đẹp luôn đó. Mình xin review quả cảnh cho cả nhà cùng xem đó, tuyệt vời ông mặt trời nhà cả nhà. Hàng này mình sưu tầm được bên Gia Lai nha cả nhà. Họ đam mê lắm luôn, tức là thích tiêu thật đại gốc gió thanh bảo này cả nhà. Đó, chế thứ hai mình sưu tầm được là chế là thiêu rồi cả nhà, men giao lương. Chế này cao tầm khoảng 60 thôi, tầm 60 rồi cả nhà. Đó, có là bốn thần kim quy, bốn thần kim quy và hai chữ nhật ở nhà, bốn tay. Chế này theo tư duy của mình ấy là hiệu đề là đức pháp xuất phẩm này cả nhà, gốm lai thiêu. Đó, đức pháp xuất phẩm gốm lai thiêu, cái này cũng thuộc khi hiếm gặp này cả nhà. Nên là mình xin review cận cảnh cho cả nhà cùng xem. Rồi, chế này là đặc biệt là nha nha. Hàng này là hàng đặc biệt đẹp này. Đó là hoa văn ngập tràn hoa văn luôn. Tay này là tay mập bợm nha cả nhà. Nhìn cái tay rất là cầu kỳ tinh xảo này. Đó. Hàng này rất sâu túi nha cả nhà. Hoa văn đẹp. Cái này dòng gọi là dòng tẹt riêng nha cả nhà. Hàng sâu tuổi lắm luôn, nhiều trong năm rồi, cao chắc tầm 60. Mình cũng hữu duyên sưu tập được cái chế này, mình mừng lắm luôn. Chế này ở tại Tây Nguyên này hồi xưa là có một nhà sưu tầm có, bây giờ là hiếm lắm rồi nha. Mình thấy được cái chế này mình mừng lắm luôn, chốt ngay cuối tuần phải mua về mình được luôn. Không phải đỡ quý vị các bạn chờ lâu, mình xin review cận cảnh cho cả nhà cùng xem. Quyết tâm lắm mấy cả nhà ơi, đam mê quyết tâm mới sưu tầm được, giữ gìn được. Nhà mình bây giờ có hơn 1.000 chiếc chế rồi đó, nên là với đam mê giữ gìn được những cái bộ chế này mình rất là thích. Nhờ có nhân duyên tốt lành với bộ môn gốm sứ, bộ môn chế cổ, và mình quen với anh em mọi người miền đất nước cũng như một số quốc gia Philippines, Indonesia, Singapore, Hà Lan, Pháp nha cả nhà, Anh, đó, Nhật Bản, đó, cũng nhờ vào cái bộ môn chế này mình mới có nhân duyên được tốt lành, kết nối được những anh em, bạn bè, là năm châu bốn bể cả nhà, hạnh phúc lắm luôn, đó, rất là thần thái. Dòng chế này là nổi tiếng cả thế giới rồi cả nhà, họ rất là ưa chuộng, rất là thích dòng chế này. Đây gọi là chế túc, chế túc là chế tốt cả nhà. Nên mình đam mê chế quá, là con trai của mình ấy, là con của mình đặt tên là tên Túc luôn, Túc nghĩa là tốt, là tám tay. Chế này gọi là bát chủ một vùng cả nhà, để mà hữu duyên được chế này
mình rất tốn rất là nhiều công sức, không dễ gì mà sưu tầm được cái tốt như thế này đâu. Đó, mình hạnh phúc lắm luôn. Thế là gốm cổ Gò Sành nha cả nhà. Từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 15. Vương triều Vijaya ở tại Bình Định nha cả nhà. Đó. Gõ này, gõ bông bông này nha. Miệng già đanh luôn. Già đanh gạch khắp đế luôn. Những chiếc chế này là được thế giới công nhận nha cả nhà. Những chiếc chế dòng gốm cổ Gò Sành này được thế giới công nhận. Họ nghiên cứu về dòng gốm cổ Gò Sành với nhiều cuộc hội thảo hội nghị nói về dòng gốm gốm này, nên là mình xin review cận cảnh cho cả nhà cùng xem chiếc chế huyền thoại Gò Sành bá chủ một vùng. Mời các bạn cùng xem. À, nhìn thần thái nha cả nhà, mê chưa, làm sao mà không bù kết được. Nhìn rất có hồn, thần thái. Nhà mình có một bức tường chế nha cả nhà. Là cuối livestream. Là em Huy chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an, hạnh phúc nha cả nhà. Nên là quý khách có nhu cầu các sản phẩm như là Đinh Lên Tây Nguyên, Ba Kích Tím, Sâm Quận Linh, Khởi Dương Tủ nha. Thì hãy alo cho em Huy. Số điện thoại là 0935029429. Đặc biệt bên mình là có sản phẩm Amacong nha và Khởi Dương Tửu, nên là bổ thận cán dương tăng cường sinh lực. Nên là cả nhà mình cần tư vấn về loãng rinh trùng yếu sinh lý thì hãy liên hệ cho em Huy được tư vấn miễn phí ở nhà. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại, chúc cả nhà sức khỏe, bình an và hạnh phúc.